đ â y nhầm tục đây ấy tục đây để mình cho đưa máy quay để mình xem đây là tổ gì mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đưa lên mình xem tổ có gì chứ mọi người nhé. Tổ bách thanh này đây mọi người này ấy ở đây nó đây rồi đây anh em nhìn con buông con chim mẹ này đây con bách thanh mẹ này đấy rất là đẹp luôn nó vẫn quanh quanh ở tổ này vừa mình xem thì 6 trứng anh em ạ lần đầu tiên nhìn tổ bách thanh 6 trứng kinh khủng luôn cứ tưởng tổ cô gái nó là tổ bách thanh giờ chọc xuống